Dây giày của Ramón đã tuột ra. Anh muốn vân tay để buộc lại, nhưng cảm thấy tay mình không có sức, chắc do công việc mệt quá. Cả nhà đang ăn cơm cùng nhau, Ramón muốn ăn tôm. Con tôm đã rơi vào trong ly rượu, chắc là do đũa trơn nên mới như vậy. Hai vợ chồng đang nằm trên giường chơi trò vẽ và đoán. Nhưng ngoài cảm giác ngứa gian lạ thường ra, Ramón không cảm nhận được bất cứ điều gì. Chắc là do lâu quá không tập thể dục rồi. Ngủ một giấc, ngày mai nhất định sẽ ổn thôi. Nhưng ngày hôm sau ngủ dậy, Ramón muốn giục vợ đi làm. Nhưng anh phát hiện ra miệng mình dường như bị băng kín, làm thế nào cũng không nói được. Ở đâu? Cuối cùng Ramón đã nhận ra điều gì đó không ổn. Thế là anh đã đến bệnh viện. Bác sĩ đã kiểm tra toàn diện cho anh. Ramón nghĩ bác sĩ nhất định sẽ nói rằng do áp lực quá lớn, vì trước giờ anh chưa từng bị bệnh. Nhưng bác sĩ lại cười và nói: "Tôi hiểu, anh có thể làm thế này một cách dễ dàng không? Nhưng với động tác đơn giản nhất này, Ramón lại phát hiện mình làm không được." Bác sĩ lập tức tiến hành kiểm tra thêm, đâm kim vào cột sống thắt lưng của Ramón. Nhưng anh lại không cảm thấy đau một chút nào. Ramón có chút căng thẳng. Vợ anh vừa mới mang thai đứa con thứ hai. Anh hy vọng mình mau khỏi. Nhưng những gì bác sĩ nói khiến anh không thể tin được. Anh đã mắc phải bệnh đa xơ cứng. Bệnh đa xơ cứng, đây là một bệnh khử myelin của hệ thần kinh trung ương. Nói một cách đơn giản, có nghĩa là lớp vỏ myelin bảo vệ não hoặc các dây thần kinh tủy sống bị phá hủy, dẫn đến các bệnh về hệ thống thần kinh. Người bệnh sẽ bị tê như kim châm ở tay chân, thân mình hoặc ở mặt. Sau đó tay chân bị yếu, liệt nửa người hoặc liệt tứ chi. Cho đến nay vẫn chưa có phương pháp chữa trị, nhưng không có ai có thể kiểm soát được tiến triển của bệnh nhanh chậm như thế nào. Phản ứng đầu tiên của Ramón: bác sĩ này thật vớ vẩn. Rõ ràng anh đi lại rất tốt. Nhưng ngày hôm sau, tại cuộc họp báo cáo của công ty, tầm nhìn của Ramón bắt đầu mờ đi, tay anh cũng bắt đầu ù đi. Anh lại không nói nên lời. Ramón cuối cùng cũng nhận ra rằng anh không thể thoát khỏi hiện thực. Bệnh tình của anh trở nên tồi tệ hơn. Anh không thể đi lại bình thường được nữa. Bác sĩ khuyên anh nên đi phục hồi chức năng. Nhưng khi anh nhìn thấy những bệnh nhân cũng mắc chứng bệnh đa xơ cứng, trong đôi mắt của họ chỉ còn tuyệt vọng. Họ gọi căn bệnh này là mini dây. Trong tương lai gần, thậm chí đi bộ 100m anh cũng sẽ không thể đi được. Cho đến khi bị liệt, nhìn cơ thể càng ngày càng không tự chủ được của mình, Ramón cũng không còn cách tự an ủi mình được nữa. Anh chọn cách nhốt mình ở nhà. Như thế kéo dài trong vài tuần, Ramón không thể nhìn được đứa trẻ cô đơn, bỏ lỡ việc sinh con của vợ. Anh đã hoàn toàn trở thành một kẻ vô vọng. Cho đến một ngày, mọi thứ đã thay đổi. Sẽ thành công, con sẽ thấy thôi. Người đàn ông này đứng bất động ở ngã tư đường. Người vợ ra sức gọi tên anh, nhưng anh không hề có phản ứng. Đến khi người vợ ôm chầm lấy anh mới mở miệng nói rằng anh không biết mình bị sao, anh không thể đi được. Cách đây không lâu, người đàn ông tên Ramón này được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng. Trước tiên, anh cảm thấy không thể kiểm soát được việc duỗi tay của mình, sau đó dẫn đến suy giảm thị lực, mù ngay lập tức, tay chân yếu đi, đi vệ sinh khó khăn, cuối cùng không thể đi bộ 100m, hoàn toàn mất đi khả năng đi lại. Người vợ dốc hết sức lực mới có thể đưa anh vào lề đường. Nhưng người vợ vừa đi, Ramón lại một mình bước đi trên phố. Anh không muốn thừa nhận số phận của mình, muốn phá bỏ lời nguyền của bác sĩ, không tin mình không thể đi bộ 100m. Lúc này, bố vợ của anh đang đi đến. Nhìn bản thân con xem, đi với tốc độ này, có khi bò còn vượt qua con đó. Con lại sắp mất rồi. Ai mà không tức khi nghe lời này. Nhưng Ramón không chỉ không tức giận, trong lòng anh có chút vui mừng. Vì trong mắt bố vợ, anh vẫn là người bình thường. Được sự động viên của bố vợ, Ramón quyết định bắt đầu lại cuộc sống bình thường. Mồ hôi nhễ nhại trong phòng tập khiến anh tìm lại được cuộc sống của mình. Nhưng anh vẫn còn thiếu một mục tiêu. Mục tiêu đến rồi, có muốn làm Ironman không? Bơi 3,8 km, đạp xe 180 km, chạy 42 km. Ramón muốn thử thách tất cả những điều không thể. Những kỷ niệm đẹp nhất đến từ những ý tưởng điên rồ nhất. Anh muốn đánh đổi một điều kỳ tích cho cuộc đời khiếm khuyết của mình. Anh nói với vợ những gì anh nghĩ. Người vợ rất ngạc nhiên. Một người không đi lại tốt được, làm sao có thể tham gia cuộc thi Ironman Triathlon? Dù biết rằng Ramón sẽ không bao giờ thành công, nhưng cô vẫn chọn cách âm thầm ủng hộ anh. Yêu cầu duy nhất là để bố vợ làm huấn luyện viên cho anh. Ramón không thể ngờ rằng bố vợ xuất thân từ vận động viên. Bài huấn luyện đầu tiên cho anh là lấy một cái xẻng và cái cào để quốc đất, sau đó quét đất trồng rau bằng tay không. Nhìn đôi tay dơ bẩn của mình, cuối cùng Ramón chịu không nổi nữa. Con không cần huấn luyện cái này, với lại tay con bẩn chết đi được. Con ở đây là vì vợ con. Bố chồng tức giận bỏ đi, Ramón vẫn đã làm theo. Vì anh biết rằng muốn thành công thì phải học cách tin tưởng một ai đó. Rau cũng trồng rồi, đất cũng quốc rồi, lần này nên chạy bộ rồi. Nhưng lúc này, bố vợ mang mấy túi hạt lương thực đến, bịt mắt Ramón lại, bảo anh đoán đó là vật gì. Gạo, bột mì, cà phê. Không đúng, là gạo, bột mì. Cái kết thật choáng váng, đều sai hết. Bố vợ vẫn không từ bỏ Ramón, nhưng anh lại muốn từ bỏ quốc đất.
trồng rau, chạm hạt lương thực, chạm vào lốp xe trên mặt đất, đi thẳng trên bãi biển. Ramón nghĩ không ra những thứ này có liên quan gì đến ai hùng man trai Atlan. Nhưng khi anh thực sự bắt đầu chạy, anh mới biết mình đã sai lầm vô lý như thế nào. Anh luyện sức mạnh cánh tay bằng cuốc đất, trồng rau để luyện khả năng cầm nắm, chạm vào lốp xe và hạt lương thực để luyện cảm ứng, đi bộ thẳng trên bãi biển để tập thăng bằng. Anh tin rằng mình nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Nhưng khi Ramón đang tập luyện trên bãi biển, một tai nạn đã xảy ra. Thế nào là tuyệt vọng? Đó là khi bạn cảm thấy mình đã đánh bại mọi thứ. Tất cả lại trở về con số 0. Phép màu của Ramón đã kết thúc. Cơ thể không dễ gì hồi phục, lại không cử động được nữa. Bệnh đa xơ cứng đã tái phát, lần này nghiêm trọng hơn lần trước. Mọi nỗ lực trước đây đều uổng phí. Ramón không thể tham gia cuộc thi Ironman trai Atlan được nữa. Một người đàn ông thậm chí không thể đi được 100 bước thì có khả năng gì để hoàn thành cuộc đua mà người thường cũng thấy vất vả. Nhưng bố vợ lại nói, con sẽ chạy trở lại. Ông tin rằng Ramón vẫn có thể đứng lên. Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất, bạn sẽ còn lại lựa chọn cuối cùng và duy nhất. Đó chính là lựa chọn thái độ của bạn. Ramón đã chọn cách kiên trì. Nhưng sự kiên trì cứng cỏi này cuối cùng đã chứng minh rằng, nếu bạn muốn có ánh sáng thì không ai có thể đẩy bạn vào bóng tối. Cuối cùng Ramón cũng đứng lên một lần nữa. Lần này anh đã mất đi một năm, cuối cùng cũng dùng hết sức cố gắng. Giống như tất cả những người bình thường đứng trong cuộc thi Ironman trai Atlan, Ramón cầm lá bùa do vợ vẽ ra bơi 3,8 km đầu tiên. Dù rất khó khăn nhưng anh vẫn đã vững vàng. Tiếp đó là đạp xe 180 km. Thể lực bắt đầu suy kiệt nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Chỉ còn lại 42 km marathon cuối cùng. Gia đình Ramón đã chờ đợi ở vạch đích từ rất lâu, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Không có người chơi nào trên đường. Ban tổ chức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ánh mắt của người vợ chuyển từ hy vọng sang tuyệt vọng. Cô nghĩ mình có thể không đợi được Ramón. Nhưng lúc này, trong bóng tối xuất hiện một bóng người. Ramón đã kiên trì chạy đến. Anh dựa vào ý chí của mình đã hoàn thành cuộc thi Ironman trai Atlan mà người bình thường không thể hoàn thành. Đây là một câu chuyện phỏng theo sự kiện có thật. Sau khi bị bệnh, Ramón đã hoàn thành Ironman trai Atlan, 4 cuộc chạy marathon, 8 cuộc Ironman trai Atlan Olympic, 5 half Ironman và 16 half marathon. Anh đã trải qua 3 năm rồi mà không tái phát. Chỉ riêng châu Âu đã có hơn 500.000 người mắc phải bili dây. Hàng nghìn người trong số họ bị hiểu lầm, vì ảnh hưởng đến công việc nên bị sa thải. Ai cũng chọn con đường cho riêng mình. Có người chọn cách rơi vào tuyệt vọng, có người chọn được sinh lại trong hy vọng. Điều xa nhất trên thế giới không phải là khoảng cách, mà là từ bỏ. Đôi khi nếu bạn không cố gắng, bạn sẽ không bao giờ biết được tiềm năng của mình lớn thế nào. Được rồi, đây là câu chuyện trong phim 100 Meters. Mọi người like và share video này nhé. Chúng ta gặp lại sau.